Chào anh em, chào các bạn quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay lên cho anh em sản phẩm mới tinh bên mình đang phân phối này. Đó là CP, hàng của thương hiệu Chin, nội địa Trung Quốc. Hàng mới 100% anh em nhá. Dòng này thì bên mình bán cũng đã test qua sản phẩm rất là nhiều rồi. Khách hàng đánh giá rất là tốt, tại vì là anh em thợ thì nhiều khi là lắp cho khách là khách yêu cầu những cái hàng mới mà đảm bảo chất lượng. Đấy. Hàng này là hàng đóng ngắt 3 pha chống quá tải anh em nhá. Đấy, còn hàng này là hàng 3 pha 4 cực. Chống quá tải, chống giật luôn cho anh em này. Đấy, chống giật, chống quá tải. Hàng này thì cực kỳ là chất lượng luôn. Đó, thương hiệu Chin của nội địa Trung Quốc. Anh em các bạn có nhu cầu thì liên hệ này. Rồi thiết bị đóng ngắt này. Đó, đây. Thiết bị đóng ngắt đây. Đấy, đóng ngắt 1 pha, đóng ngắt 3 pha. Anh em dùng rất là tiện này. Đấy, giới thiệu đến anh em các cái loại còng bên mình đang phân phối này. Còng dùng cho điện 1 pha này. Đấy, 1 pha này. Còng dùng cho điện 1 pha này. Đấy, và còng dùng cho điện 3 pha 380 này. Đây anh em nhé. Đấy, các loại công suất phục vụ anh em luôn. Thì anh em các bạn có nhu cầu về dòng còng nào thì có thể liên hệ này. Đây, còng rồi bóng này. Đấy, rất là nhiều luôn nhá anh em nhé. Máy bún, máy phở, rồi máy tráng, các loại máy tráng. Tráng bánh đa. Đấy, rồi máy tráng bánh quấn, máy làm bún. Đấy, thì cần sử dụng những cái loại còng 1 pha, còng 3 pha này. Bên mình phân phối toàn quốc luôn, anh em nhận hàng thanh toán. Đó, rồi xin chào lại anh em video sau.